đây á. Được chưa? Nào, Hồ khỏe nhá. Người Tày chúng em không thích yếu đâu, chỉ thích khỏe thôi. Hồ, Hồ, cô nhá. Rồi. Nào, chuẩn bị nào. Ôi, cái cô này không uống à, cô Nga cũng không uống đâu. Cứ phải tổng tổng lấy tối 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 tối. Tối. Thằng Minh Nga. Thằng Nga. Thằng Nga. Rồi ạ, à, chưa nào? Mọi người quên hết chưa để em hô. Giờ đây nào. Đi đó. Ơi. Hơi yếu lại một lần nữa to khỏe lên. Vậy như trăm người ấy, nó phải là hô để cho cái nhà bên kia nó biết nhà mình có khách quý. Đấy, phải hô như thế không?